Tính năng quay video cùng lúc hai camera lên smartphone. Cụ thể, tính năng mới lần này được xuất hiện trên bản cập nhật EMUI 91 và phiên bản B153 của hệ điều hành này. Với tính năng mới này, người dùng có thể tạo video dual view camera bằng cách sử dụng đồng thời máy ảnh chính và ống kính zoom của điện thoại, từ đó cho phép hiển thị hai phối cảnh cùng một lúc trên màn hình. Tính năng này cũng áp dụng trình chỉnh, chỉnh sửa AI, AI Editor quay góc rộng với nhiều hậu cảnh và các vật thể xung quanh hay quay cận cảnh vào những đối tượng cụ thể trên màn hình kép. Theo công bố, tính năng mới lần này chỉ mới áp dụng cho các sản phẩm P30 và P30 PZO, lộ trình các sản phẩm khác chưa được tiết lộ. Gia Linh